Mẹ khi nhận làm mẹ sinh ra Chúa cứu thế, mẹ đã nhận chịu đau khổ, mẹ đã đau đớn khi phải đi xa nhà nên kỷ sinh con mà không tìm được lời trọ. Nhưng khi nghe lời alo, tiên tri Simeon, alo, alo, cuộc đời alo, đau khổ của mẹ đã tiến đến một bước dài và đã hiện ra rõ rệt hơn biết bao. Mẹ đau đớn lắm, mẹ đau đớn vì tội lỗi người ta, vì thương Đức Chúa Giêsu hơn là vì sự thương khó của mẹ. Amen. Thứ hai ngâm sự thương khó mẹ Maria đã chịu khi ôi khi ấy lòng được mẹ đau đớn ý chừng nào, lạy mẹ, mẹ đã phải vấn vả khi đi đàng, phải khổ độc ác của Hê-rô-đê đi tìm diễn Đức Chúa Giê-xu và đã đổ máu nhiều che vô tội. Tiên tri nhỏ cách âm hài lạy rằng đã nghe tiếng kêu ở Rama, tiếng than khóc và tiếng lưng lỡ, đó là tiếng không còn mình và không ai an ủi, vì chúng không còn mẹ nhớ lại lời ấy và mẹ cũng đau đớn thương càng bà mẹ đã mất con.
sự thương khó mẹ ma di đã chịu. Khi nạc mật Đức Chúa Giêsu, con một rất yêu dấu mẹ. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn ý chừng nào. Nãy mẹ trước đây nhiều lần mẹ đã phải đau đớn, nhưng phen này có một sự chua xót riêng chúng con không biết nấy tiếng nào mà tả được ra, và cũng không hiểu được các lần khác mẹ đã nằng nặng chịu đau, nhưng lần này mẹ đã nói ra miệng và ra như muốn trách Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã nói với Chúa rằng: sao con làm như thế cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã đau đớn tìm con. Amen. Thứ bốn ngắm mê sự thương khó mẹ ma Gia đã chịu. Khi thấy người ta chế trôi Đức Chúa Giêsu, không muốn chịu nay lời người giảng dạy, người thành na ra dẹt tức giận, muốn dạy Đức Chúa Giêsu từ đồi cao ngã xuống. Các dù rêu ghen ghét tìm cách để diệt Đức Chúa Giêsu. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào, lạy mẹ, mẹ để Đức Chúa Giêsu đi xa vắng mẹ là một sự hy sinh. Đức Chúa Giêsu giảng dạy người ta là một ơn trọng. Ai ngờ người ta lại trao cho mẹ, cho Chúa bằng những kinh đô tệ bạc, ghen ghét muốn giết đi. Mẹ đau đớn lắm vì thương Đức Chúa Giêsu và thương người ta sẽ phải phạt vì từ chối ơn Đức Chúa Trời. Amen.
sự thương khó mẹ mà dìa đã chịu khi đứng Chúa Giêsu xăm phải chịu khổ lạn nhân là khi đứng mẹ biết đứng Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra ôi khi ấy lòng đứng mẹ đau đớn ý chừng lao lấy mẹ khi người ta xăm phải tai lạn thường người ta lo sợ hơn khi đã phải rồi mẹ đã lo lắng cho Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu đã lo buồn nhớ hấm hối trên chẳng những sau mẹ đã nghe biến mà lại chúng con nghĩ rằng chính lúc ấy đứng Chúa Cha đã cho mẹ xem thấy to tượng cánh tượng lao lùng ấy mẹ lại nghe thấy Chúa Giêsu ba lần kêu van xin đứng Chúa Cha cần chén đắng đi cho con thật khi ấy mẹ đau đớn như xe ruột ra vậy amen. Sau ngắm y mẹ Maria đã chịu khi suy đến đi cử chỉ và thái độ các môn y để đối xử với Đức Chúa Giêsu con rất yêu dấu y mẹ là và là thầy chí thánh các ông dù đã lộp thầy các tông đồ chốn bỏ y thầy Phê-rô trôi thầy, trôi đi trôi lại ba lần và thề rằng không biết y người ấy là ai. Ôi khi ấy lòng đức mẹ đau đớn y chừng nào lạy mẹ lêu y sự vô tình của y người nhà có thể làm đau lòng hơn sự
độc á của người ngoại, thì sự độc á của người nhà làm đau lòng hơn biết bao. Ôi chúng con đã gặp những cảnh tượng tương tự, làm chúng con nghi ngợi thấm thía rồi. Chúng con có thể hiểu hơn, dù chẳng hiểu biết sự đau đớn chua xót của mẹ Amen. Thứ bảy ngắm mì sự thương khó, mẹ Maria đã chịu khi suy đến phiên tòa bất công, các du rêu vũ không cáo gian Đức Chúa Giêsu, dân chúng kêu là đói diệt Đức Chúa Giêsu, và Phi La Tô đã biết Đức Chúa Giêsu vô tội, cùng giao người cho dân đem đi giết. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn đi chừng nào, lạy mẹ nếu là một người mà thôi, lại là người gian ác, người thù địch làm điều bất công, tuy xứ ấy cũng làm phiền sĩ lòng, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều. Khôn thay, đây là đám đông dân chúng, nhiều người lương thiện đã cảm phục, đã hoan hô Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đã làm cho họ và giao ước được lòng họ. Nay họ đổi lòng kêu la đói diệt Đức Chúa Giêsu. Thật là một cảnh tượng đê hèn. Ha ôi, làm cho Chúa và mẹ chịu nhục xót nhục nhã. Amen. Thứ tám ngắm mì sự thương khó, mẹ Maria đã chịu khi thấy những bé thương khắp, và mình Đức Chúa Giêsu, và khi suy sự Đức Chúa Giêsu đã chịu đau đớn đó,
lòng đức mẹ đau đớn đi chẳng lâu. Lạy mẹ khi quân giữ đánh đức Chúa Giêsu, mẹ ở đâu lúc bây giờ, mẹ có xem thấy nín giờ dòi nên rồi đập xuống quật ngang quật dọc trang. Nếu mẹ xem thấy thì mẹ ghê sợ và lòng mẹ đau đớn đi chừng nào. Vì là tôi đã truyền đánh đức Chúa Giêsu, có ý cho người ta tù khiết động lòng thương, thì lòng người mẹ rất yêu thương. Phải đau đớn đi chừng nào. Amen. Thứ chín ngắm nghỉ sơ thượng khó, mẹ Maria đã chịu khi xem thấy vòng gai cắm nghi vào đầu đức Chúa Giêsu, và khi suy lại những cách quân nghỉ giữ đã làm để chế nhiễu làm Alo. Nhục nhà đức Chúa Giêsu. Ôi khi ấy lòng đức ý mẹ đau đớn đi chừng nào. Lạy mẹ vòng gai cắm nghi vào đầu đức Chúa Giêsu, vừa làm đau đớn thể xác y, vừa làm khổ nhục tâm ý hồn, quân ý giữ muôn nhào cười đức Chúa Giêsu đã xưng nghĩ mình là vua. Chúng con chế nhiều nhiều cách khác nữa, chúng đã bắt đức Chúa Giêsu mặc áo y đỏ, cầm cây sậy trong tay, chúng quỳ xuống y nhạo rằng: tâu vua Giêsu. Chúng lại giật cây sậy đánh vào đầu đức Chúa Giêsu, nhổ cùng va vào mặt người nữa. Ôi khi ấy mẹ suy những sự ấy, lòng mẹ thề lão amen.
Ôi những khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn đi chừng nào, lấy Mẹ Chúa Giêsu là người con rất ngoan, đã vâng lời chiều lụy Mẹ và Thánh Giô-xe, nhưng không bao giờ Mẹ hay là Thánh Giô-xe đã truyền cho người việc gì lặng lẽ khổ cực. Lấy quân giữ bắt Chúa vác khổ ra nặng nề nhuốc nhà, Chúa cũng vâng lời họ cách ngoan nguy tận tình. Chúa đã ôm lấy khổ ra máu mặn vác đi, nhưng khổ ra nặng người này đã kiệt sức rồi, ngã đi ngã lại nhiều lần. Dù thế quân giữ cũng không tha, và Đức Chúa Giêsu vẫn tận tình cố gắng vác đi. Vậy Đức Chúa Giêsu càng hiền lành khiêm nhường, Mẹ càng thương và càng thương, càng đau đớn na miên. Ngắm y sự thương khó Mẹ Maria đã chịu, khi thấy quân rỡ lột chân Đức Chúa Giêsu ra. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn y chừng nào, lấy Mẹ chúng con là người hèn hạ nhớ nhớp, mà còn biết xấu hổ khi không được mặc kín đáo hắn hoi trước mặt người ta. Phương chi Chúa rất thanh tịnh mà phải chịu điều bất xứng ấy, thì khổ tâm Chúa và Mẹ biết y chừng nào. Quân giữ thám của lột áo Đức Chúa Giêsu để chia nhau, chúng cũng không xem sao phẩm giá của con người, có khi chúng lại
chú ý làm xấu hổ Đức Chúa Giêsu và làm xấu hổ những người mến Đức Chúa Giêsu. Ôi tội chúng có nhiều khía cạnh thì sự đau đớn của mẹ cũng có nhiều lỗi nhiều bề lửa. Amen. Thứ 12, ngâm sự thương khó mẹ Maria đã chịu khi thấy quân dữ đóng đánh Đức Chúa Giêsu. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn ni chừng nào. Nãy mẹ mẹ đã đứng gần đây khi quân dữ đóng đánh Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã xem thấy búa giờ nên đập xuống. Mẹ đã nghe tiếng búa chán chát đóng đánh vào chân tay Đức Chúa Giêsu. Ôi bao nhiêu nhát búa đóng đánh vào chân tay Đức Chúa Giêsu. Là bấy nhiêu nhát búa đóng đánh vào trái tim mẹ vậy. Amen. Thứ 13, ngâm sự thương khó mẹ Maria đã chịu khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá đau đớn hấp hối và tan hơi. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn đi chừng nào. Lạy mẹ bao giờ đứng dưới chân thánh giá cho đến khi con yêu dấu mẹ tân thờ. Mẹ đã thấy những sự cực dữ và những sự rần nạnh. Mẹ đã thấy xác Đức Chúa Giêsu lặng chiếu treo vào hai cái đanh đã đóng qua giữa hai bụi gần tay. Mẹ đã thấy một người gian ác bị đóng đánh với Đức Chúa Giêsu. Tôi xin Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu đến lúc cùng cực
than thở rằng lấy xa ca sao xua bỏ con. Mẹ thấy Đức Chúa Giêsu kêu khẩn mà quân sư đã cho uống dấm chua, đổi lại những sự cực dữ ấy. Mẹ đã thấy những sự dân lành, mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu thương quân dữ kêu van Đức Chúa Cha tha cho. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu hứa cho một người gian nan cùng bị khổ hình với Đức Chúa Giêsu được lên thiên đàng. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu thương mẹ, thương thánh Gioan, xin mẹ chịu lấy thánh Gioan là con mẹ và bảo thánh Gioan chịu lấy mẹ là mẹ mình. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu như người con rắn ngoan phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha trước khi tan thờ. Ôi những sự rất lành này càng làm cho mẹ thương mến Đức Chúa Giêsu. Thì những sự cực dữ kia càng làm đau đớn lòng mẹ. Amen. Mười bốn ngắm mi sự thương khó mẹ Maria đã chịu khi thấy linh này động đâm qua cánh sườn Đức Chúa Giêsu. Máu cùng nước chảy ra. Ôi khi ấy lòng Đức mẹ đau đớn chừng nào. Lạy mẹ Đức Chúa Giêsu đã chết, không còn biết đau lửa, lo sợ đau đớn bởi mùi đồng độc ác kia gây nên. Đều dồn lại cho họ một
mình mẹ đây là một sự đau đớn đặc biệt vì thương người ta không đánh người đã chết dù là người đại thù địch cớ sao sợ đau đớn đặc biệt này chúng con nghĩ Đức Chúa Cha muốn cho họ mẹ lập công đặc biệt và giao cho họ mẹ một sứ mệnh riêng giữa chúng con và trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu mà thật Hội Thánh đã khuyến khích chúng con kêu vén mẹ dưới danh hiệu đặc biệt này Đức Mẹ rất thành trái tim ôi mẹ đã chịu đau khổ cho chúng con được vào tới trái tim cực thánh và cứu lấy ở đây cho họ mình muốn ơn lành. Amen. Thương khó mẹ mà Maria đã chịu khi thao sáng Đức Chúa Giêsu xuống và táng trong mộ. Ôi khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn ý chừng nào, lạy mẹ khi chúng con có người nhà trên lúc người ấy vừa tắt thờ chúng con đau đớn không lên không cầm đó là lúc cay đắng đinh đoạt sự đau đớn trong nhà những khi niệm xác bỏ vào quan tài và khi hạ quan tài xuống huyệt lấm đất lên trên chúng con thấy mình cảm động và khóc lóc hơn nữa chúng con nghĩ mẹ cũng vậy mẹ đã cảm động và đau đớn đi nhiều khi hạ xa Đức Chúa Giêsu xuống liệm trong khăn và khi
đặt xa Đức Chúa Giêsu vào mộ. Lầm tấm đá lầm cửa lại, chúng con cũng nghĩ rằng mẹ đã ôm xác Đức Chúa Giêsu khi mới hạ xuống. Mẹ đã sấm mặt trên đầu con cùng trăng lệ gai nhọn ở đầu con đâm vào mặt mẹ, và mẹ đã khóc nhiều. Lại khi đặt tấm đá lâm cửa mộ rồi, mẹ vẫn còn ngồi lâu cùng đầu vào mộ, và mẹ đã